bạn có lúc chim rìm xua bốc mai bọc bóng chết thầm mấy bóng tiết khi nhầm hạt bạn xong nắng xong bằng tố video tí phí nông video tí phí ní khi nhầm bạn nâng chim rìm để tôn chim môi nâng 4 macro skills of English mình này tha chim niên tiền buôn bọc phía xa ông lì nông phía xa ông lì dương bay chạy chúng niên này phía xa skill và phía xa chúng mình buồn chúng niên chúng mình speaking, reading, listening and writing chúng tập vốn khi nhóm xung rịp rộp tạ tôn chúng mùi năng speaking skill và chúng niên speaking skill mùi sân đại chi chúng niên tí mùi khi nông chúng niên chạc buồn chúng niên speaking skill khi nhóm có đau tạ lửa buồn chúng mật thông thông bốn chấm mực thông thông đại mong ôn trên nẻ riêng rư cò trên nẻ bằng riêng quạt cua chấm bạch thử đẳng á cua chấm bạch thử đẳng hay cua chấm bạch thử ảnh quạt nông nâng tìm mối nhông bài chạy tạ tôn cho mối nâng fluencies mà fluencies tì bí tạ tôn cho mối nâng accuracies tì bấy tạ tôn cho mối nâng real English mà real English rư thơm khác kì ao chú mô thay English for specific purpose hai tì bốn tẹo tôn chú mô nâng apply language rư có thơm kì ao chú mô thay apply linguistics bà nâng nẹ phía xa còn ai chú lô tay nẹ khác quạt chú chân nhóm chú chất ra bị xâm mạnh đàm bây ai quạt mần mên chìm nè riêng phía xa ông lý có quạt ai chú bàn ná mình này là quạt quạt riêng đấy quạt chè là bom phía xa ong lê rươn cùng tàu ấy chẳng hạn á bộ thơm khá là những phần xâm nhập nẹp bạn nhạc bạc phía xa ong lê chẳng bạn quạt xa đạp bàn vì xì chìm rời chẳng chì chìm phần bị xâm mánh đã bấy nghề chẳng không nâng tìm môi tạ tôi cho môi nâng fluency fluency mình này thà ca này dây phía xa ỏi bàn stuột chẳng niệm fluency cứ miền này thay dương vậy nó hô được tập dương vậy phía xa sầm ánh thành trời ban lươn lõ hô được tập chẳng năng fluency chân thương mấy đầm bay ở quạt ban fluency bàn thương mấy ban quạt thử riêng rư cò dương trời bằng riêng sắc năng ở quạt tập tu ban fluency nơi không ca riêng phía xa ông lệ bạn fluency cứ sầm đáy từ lưu ca này dây bọc quạt ốc tẹt tê cứ còn giấy hồ còn giấy máu trên máu trên lẹ là natural nhâm sông ai bao gồm kết tẹo tôi cho một đường natural English miền đây tha phía xa ông lê bài thom chiệt fluency nên cứ sầm đại từ lưu ao dương giấy máu ắt tẹo thì ao dương giấy máu tiêu ta what's your name? My name is Sonang. What are you doing? I'm working with computer today because I don't have a lot of work to do outside, so I need to prepare my job and at home with computer something like and mean này thà phía sau ông lê đại dương thì dễ tới cứ ấp miệng tiệt thì dễ chơi máu cứ ra từ tại mà đó hay đầm bay phương mạnh bao con thật thương mạnh đầm bay ở phía sau ông lê với dương dễ tới prao ấp tiệt bằng nông nấn fluency có ở đâu sân khăn từ lưu grammar PT trong dự thác có ở ban qual tha grammar nâng viên dạng mạch tỷ tác quật qual từ lưu tha sắp đập màn dạy cao thôi nâng dạy màn lưu chứa lẹp nạng natural mình bèn dạy dạng tỷ nâng cơ nà bởi những dạy chứa mọc tràn bạc nâng miền đầy thá dương ở toàn biên fluency tỷ bạc ở toàn biên fluency tỷ nè đại miền fluency cứ có ăn bên chấm bài rồi nè kê su mà quạt chloi phim mà respond mà quạt nè kê ask máu dương chloi từ bàn phim đam bay từ tua ban ở nằng chân bong ôn chia bọt bị sáu đại khi nhung thọt với chia tu tới cứ bong ôn thở an ở một bình này miền đây tha dương một nằng dậy cá dương thở chép bịa dương thở dân thử hiền phía hiền a này ban lọ tại nơi không nít cả na dân dạy phía này dạy ca an ấy ở ban lọ ở ban rút mua chế bị cho ra này ấy nâng nhâm kết thai con ai chế ban khá hỏi là dân dạy phía một nâng này dạy ca dân an sân ưu tiêu thác at the bottom thì bà at the bottom thì bỏ dưỡng
dương phương màu chẳng dương chọc đọc an vì ở đôi nâng can dây chẳng bên đây tha ở dương khơi miền cả đá môi màu chẳng dương an tam mưu an đôi dương an á bố con dùng để vô biệt tha an đôi dương này dây miền đây ta kia này dây này giang mấy dương an mọi đôi kia dây chẳng đôi dương dây tha where are you from? I'm from Cambodia. But do you live? I live in Phnom Penh. Chẳng phải đó. Chứng ca an mọi dương đôi dây chẳng à nâng ban dương ở tôi ban fluency đàm bay ao dương để dây cá dương thật an ca sân thật vô là nâng á dương thật an thương mấy ôi rút muốt an ôi stuột chùm miến an ôi trâm an ôi chút mắt hói an ôi đôi nâng dương để dây chẳng dương mơ từ lưu tape script bông ôn á bông ôn là nè thọ riêng phía xa có ai từ mưu tape script chia phía xa mê đê ca xong tầm nìa bọc kế nông tape script nâng kê chạy cả sạch mà dương sử dạp nơi khi nông ạp tầm bọt nâng cứ dùm mẹp an bà tay thêm kê máu mẹn an đôi dương tới kê kênh dây khí nì chẳng dương chi dương an đôi kênh dây chẳng đâm bây ở dương là ơ mua đâm bây ở dương rút mốt đọc kê dương vô tầng dây có lỗ hồ đài mà hay tích nịch này ca riêng kia xa này dây nâng tiết viên miên là biệt cho ra rồi mẹ bông ôn cho ta ăn ở bọt nè khá có tha quạt miền cái chọt mũi chân quạt dễ một cái chọt dễ chân tự dễ chọt dễ chân máu nè anh ấy chỉ vì thi sát mũi đài là trên tung tới một lúc bị cho anh quạt tay để vừa hôm nay vì thi sát một nhóm đôi chị mình cà ri nó ai nhóm ở miền cái chọt thống rồi có bê khác vì ai xem lấy từ đó kháng nhóm ở trà vị thi năng tế vì thi đại khi nhom để dây ở ban fluency cứ tí mũi khi nhom thời ca kịch kịch môn đằng pê đại khi nhom kế cứ khi nhom thời bật nè mà khi nhom bật nè chắc khi nhom chấp đam sầm máy kịch chấp đam sầm máy kịch tha tá khi nhom thời ca như vậy ấy chú mũi nè nè nơi không ca kịch bao nhom đằng cứ dương bật nè hay dương chấp đam kịch một ưu ti ho ca nắng nhom miên mật mùi cho một vàng nó hiện mùi cái này chứ nhóm kết ạ nhóm khu nông ca kết bao nhiêu nhóm kết thà hay kết hai xu chào không gặp nó đấy là ở miền trên chế phía đấy còn là chỉ ca kết rốt hai môn phía kia cứ kết rốt hai chẳng đó cứ nhóm kết thà hello Wang how are you today and Wang say I'm fine thanks and you oh where do you want to go this Sunday I think I want to go to the my mountain because we study a lot. So we feel very stressful. That's why we need to go to the mall. Do you want to go with me? Yeah, I think so because learning a lot Monday to Saturday feel very, very stressful. So that would be a good time for me to go. Okay. So who will we invite to go with? I think should be Mr. Tu or Mr. Tess and a few that would be go all together and would be make fun. So, okay. Chẳng nơi khăn ca kết bọc nhóm cư nhóm tay tay kết lộ nhóm kết chơi riêng rồi bê nghịch môn bê kê nhóm tay tay bạc ca contact rồi có case mà chỉ contact tẹt tông mùi ấy rồi có chỉ case na mùi đó chỉ case study na mùi đó chỉ tẹt tông chỉ mùi chứ không chỉ mùi mất hẹt tay tay miên chứ thôi dương chấp đa âm vậy mà hay ưu tiên họ tập biện nhưng mà trẻ nhưng chọn vậy theo tầm màu dù ấy chứ nhưng mà đang thao ấy tầm màu dù xuống sạt ấy nhưng mà đang chứ nhưng nghiên cứu nhưng cho làm sủa ở xuống sạt kia vậy thả mày à lấy sạt ấy kì sạt cái bơ cái thả mày crocodile chứ nhìn các dương ập đang chứ ai sủa bạn pê nâng hai cứ chụp pê ca cùng rít đây ca son từ địa mà dương ở ban cam tại chỗ hái chấm nói đại khoa khác bỏ dướng dướng thở từ xuống cừu màu thả o nhưng mà chế biến này chế biến nu hay chẳng phải bắn ba chế bắn nghi chiên nâng từ tiền ba chế bắn bao giờ chế biến bao giờ vai trong không cừu cỏ thôi vai chế biến sao không ai tại ở lâu tiền tập biến sắt cờ bự mình chắc mong con vai chế biến sao không ai sắt cờ bự tới vì ai miền Google Translate chứ như Translate chỉ English tới bề khác ở miền Google Translate thì dương còn là chơi tới vì miền rụp lô rụp hiệp cặp bứ hay vì miền bị chia về sao ông lấy bao bị đặt rồi có đòi chứ mà nhưng ai à lấy phía sau lấy cứ nghi nghi gì mẹ bong ôm phải
Thưa mấy ao tập tu ban fluency năng ban chi chụp bò mọi nhóm thì mũi a mọi lọ o tam đại anh vừa tập bán a mọi lớn a mọi nhóp a mọi trớ a mọi đôi kia là gì chứ mình đã kinh giấy bài của mấy cư dân an trên nó cứ bạc nè all the fluence all the trên most em đôi kia chứ chẳng đọc bê dân vô tơ mình giấy dân miên cùng lực hai nơi bê đại dương phư là biệt đôi nhóm mê này thà kịch chỉ riêng rò tháng ấy vì như vậy phụ môn dân bê kê bê khá dân đang thử ấy hai dân còn mẹn kê phim lúc phim này chẳng là dân kịch chẳng tới vì chùa dân relax hai dân chạy tài kịch bằng ca ca son tình yên nâng và ca tới quay dân ngồi kê với dân kê như thế vì chẳng nên chùa dân ao nghe dân ngồi kê phóng tiếng ban chẳng nè đang phía sau ông này nè phong bạc thế nhé một ông thì chẳng nên nhé chân là biết đại phu ai miền fluency bán cứ mạch nặng bạn thôi cho nói tp đã tôi chỉ mua nên accuracy và accuracy miền này ta grammatical correct cứ correct grammar accuracy nên dễ trâu tam quy chỉ có trâu tam clear clone trâu tam ví dụ trâu tam tài bọc nên accuracy chân vì sao ông lấy mình dạy ôi ta chê, dạy ôi ta ruồi, ôi ta sạp bán dương tha dương khổng thờ tê vì mình vui dự cô, vì mình clear clone, vì mình vì sao ông lấy đôi chưa thử time S, time ES ta dương thử bằng nào mà ai tiêu là time S, speak, time S speaks ấy dân tử đôi chưa biết tha class là bê time S, time ES nhưng mình ăn class, chẳng thức về ta chỉ classes đôi chưa biết languages đôi chỉ bị sentences đôi chỉ bị voices nhé đôi chỉ bị mixes ấy chẳng tới chứ accuracy nó tẹo to cho mùi tiếng bị form nên là cao bằng cả biết này vậy tới ao việt trứ time s time es dương thử tham mấy hay đọc đi dương vậy chia bị vô bị nâng bị dục nâng thở pra chia present simple nhưng cô pra present simple nhưng pra chia phát nhưng pra chia phát anh nâng hơi cái hàm thằng accuracy hay đam bay từ tôi bạn accuracy nâng cứ miên tai và thom bom ông thở ở chế fluency sân ở thứ mấy ở rút ở tốt ở natural ông đấy chứ ở natural ở thom chip sân và tôi pin nâng hơi bàn dưỡng từ rock accuracy từ đó accuracy nó cứ dương chập đam cái đồng thời khi xa dương lan quỳnh dương chập đam đằng thà ồ vậy chết học vậy chỉ còn vậy chết ở thêm ai chứ chứ tôi tới đi sạch khăm ai dương sạch khăm ai dương còn ở ban là năng tê à thêm ai thêm ấy của phía khăm ai dương anh miền ấy cái super pi cái bao thử thêm s a chấm vi ở miền ha ở miền sầm lấy nè chẳng hao vậy lại nên chờ tại dương từng ở đi phơi chúng dương thử chọc rộng lưu cho nó chọc ổn nâng hơi cài đồng rơi quay cho cô Anna present, Anna past, Anna perfect, Anna present count new earth, Anna past count new earth, Anna perfect count new earth, Anna thử passive ý chứng dương chọc làm cài dương dễ hết cài chân chỗ đó cho nó tp nâng vì bà bạc tí giới vì đòi xa tạ tôn quay cho cô hay quay cho cô mà anh quay cho cô lưu cả nạc tí quay cho cô không càng dễ chứng là nâng vì bà bạc tôi đã quạt chế quay cho cô ấy bạn chứ đấy hỏi do việc tôi cài bây giờ quay để dân thuộc để dưới sốt hỏi cài viên màu ai là online quỳnh ai này dưới ban là online quỳnh anh ấy chứ mua thác accuracy bạn cho nói tiếp bây đẹp tôi chứ mua nên real English em ấy tới real English rồi coi dân dạy thằng English for specific purpose real English mình thằng ông lấy bật rồi coi dân dạy thằng ông lấy xe mẹ cô bóng nón chết liệt trong real English nếu như trong đào từ lư phía xa ông lấy đã bà tư trời miền này thà bị chia phía xa ông lấy vì ai bộ bàn trời vì ai bộ bàn trời nó không bị mùi nâng vì ai bộ này vì xe anh kia đôi nhìn thà I'm cool today rồi có I'm very cool chúng vì miền này bị cool lại nên I'm cool today miền này thật biết lắm anh vậy thật khi nhóm sờ bài riêng nó thay đi khi nhóm miền nào rom sờ sai mình tiền rồi còn mùi tiếng như thế
I'm very cool ខ្ញុំត្រជាក់មែនតើហ៎វាទៅជាអាកាសធាតុអាមួយតើតើមួយអារម្មណ៍មួយតើតើមួយអាកាសធាតុអញ្ចឹង real english នឹងសំដៅទៅលើពាក្យហ្នឹងតើយើងប្រើវានៅក្នុងបរិបទអីអញ្ចឹងបានភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងយើងពាក្យ clear close វាមានការបកប្រែអីវាផ្សេងគ្នាទៅតាមបរិបទរបស់រឿងហើយការបកពាក្យមួយមួយជាទូទៅគេឲ្យបកអីគេឲ្យបក we cannot translate word without context វាមានយ៉ាងចឹងណាយើងអាចបកពាក្យដោយមិនមានបរិបទមិនមានมันមានឯកសារទេมันមានអត្ថបទយើងយើងអានទេ context ដែលយើងត្រូវមានទេមានឯពាក្យហ្នឹងបកនៅក្នុងហ្នឹងគឺបកអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យសម្រាប់ business គឺយើងបកបែបហ្នឹងពាក្យសម្រាប់ច្បាប់គឺយើងបកបែបច្បាប់ឃើញទេពាក្យដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអាចបកផ្សេងគ្នានៅក្នុងបរិបទផ្សេងគ្នាចឹងហើយអារៀល English នេះគឺយើងត្រូវដឹងយើងត្រូវដឹងថាអូភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើនេះគឺសម្រាប់ច្បាប់អូភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើនេះគឺសម្រាប់ business ណាអូពាក្យអង់គ្លេសយើងប្រើនេះសម្រាប់ general English គឺទូទៅអត់មាននេះទេចឹងយើងអ្នករៀនឬក៏អ្នកបង្រៀនត្រូវបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរៀប English បាទពោលពាក្យជាភាសាខ្មែរក៏ដូចគ្នាណាភាសាខ្មែរមានភាសាខ្មែរបែបច្បាស់ហើយមានភាសាខ្មែរសម្រាប់និយាយទូទៅមានភាសាសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអីវាដូចគ្នាណាចឹងហើយយើងព្យាយាមបែងចែកអានឹងឲ្យស៊ីទៅតាមកម្រិតទៅតាមបរិបទរបស់វាអានឹងបានយើងយល់ដឹងពី real english ចេះប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានច្បាស់ហើយមួយទៀតតកតងចំណុចចុងក្រោយចំណុចទី4គឺ apply language មានន័យថាយកភាសានឹងទៅប្រើយ៉ាងម៉េចបានឬក៏ជា term នៅក្នុងឆ្នាំទី4អ្នករៀនបញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសគឺយើងមាន term មួយគេឲ្យឈ្មោះថា apply linguistics មានន័យការប្រើប្រាស់ភាសាបាទឬក៏យកភាសាមកទៅអនុវត្តយកទៅប្រើ apply linguistics ជាសភៅណាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំទី4យើងមាន3សភៅអ្នកដែលរៀនគ្រូកសលគឺយើងមាន teaching methodology ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកគ្រូកសលណាហើយទី2គឺ foundation of education ទី3គឺ apply linguistics ចឹង apply linguistic នេះគឺជាសភៅមួយក្នុងសភៅគរុកសលឆ្នាំទី4សម្រាប់អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសតើ apply linguistic ហ្នឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចហេតុអីបានយើងត្រូវរៀនមុខវិជ្ជា apply linguistic ហ្នឹង apply linguistic នេះគឺនិយាយអំពីដើមហេតុនៃភាសាយើងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍យើងអ្នករៀនយើងនិយាយពីងាយទៅវិញមានន័យថាឥឡូវយើងសិក្សាអំពីភាសាអ្នកដែលធ្លាប់មានកូនឬក៏អ្នកធ្លាប់មានក្មេងក៏អាចជួបកូនក្មេងមុននឹងរៀននិយាយគាត់ចាប់បានពីអីមឹមម៉ាក់មឹមប៉ាងប៉ាងម៉ាក់មឹមមឹមអីអីចឹងទៅឃើញទេហើយសួរថាតើគាត់ចាប់ថាម៉ាក់កូនចង់ញ៉ាំបាយគាត់ចេះនិយាយចឹងហើយគាត់អត់ចេះទេគាត់ដឹងតែមឹមម៉ាក់មឹមឬក៏ប៉ាមឹមអូខេអីចឹងទៅភាគច្រើនគឺមឹមម៉ាក់មឹមប៉ាមឹមអីអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងឲ្យជាមូលដ្ឋាននៃភាសាឲ្យចូលយើងអ្នករៀនភាសាហើយយើងអ្នកបង្រៀនភាសាតើយើងគួរយកភាសាម៉េចដើម្បីបង្រៀនឲ្យគេចេះបាននៅក្នុងភាសា apply linguistic យើងបែងចែកជា3យើងបែងចែកយើងមានយើងមានជា3ចំណែកក្នុងហ្នឹងយើងមានដូចជាចង់ click term ហ្នឹងយើងមាន grammar យើងមានយើងមាន content word ហើយនឹង function word អូ sorry term នឹងរៀងភ្លេចបន្តិចណាខានប្រើប្រាស់យូយើងបែងចែកចេញជា2ទេ sorry ណា
lại nên cứ tệ tôi cho một phía xa những bài trái 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 phí dương viên content word hay là dương viên function word content word nông content word nâng bàn viên bảy content word nâng cứ chỉ phía đại dương ai bỏ lại bàn nơi nông content word dương dương bài trái trái bấy cứ tệ tôi cho một nâng noun adjective hay là adverb chân cần thân bớt cứ chỉ biết là ai bỏ bàn chỉ biết cần lực chỉ biết cổ bên này tha niếm con là niếm hay đang kể giả sạp biết đẹp bay đi dưới ai bỏ bàn hỏi biết đẹp bay nó cứ chỉ biết cần lực sầm khăn bằng phật đại bom ô nẻ điên phía xá qua thở tái chạm vào lòng hà nội bên này tha nào đầu tiên là bị buộc dưới ai bỏ bàn thật sự thở đôi chỉ biết verb bên này tha speak nhưng ai bỏ bàn thật là gì đó chỉ có là niềm beautiful à hay chẳng màu nhé nhưng bộ bản hay đấy bạn dương thử đăng ký tận ngõ nên hay hay đấy bạn chỉ ảnh đăng dương sân khan đại dương thử hiện nó apply linguistic dương bài chơi content word hay đăng function word nên content word đăng dương sân khan bài xa bị đăng bộ bản hay bên là dương bằng riêng phía xa từ concert dương thử chụp mặt tha bị tận bài nên dương thời do mà prà hãy ai gặp sự riêng prà vì mình chẳng bắt miên bây giờ thì bắt miên grammar thì do anh thoát grammar thì ưu tiêu thật I speak English ấy chẳng tới rồi có I go school ấy chẳng tới I want go school ấy chẳng mặt thế nhé I chia sạp chạy mũi họ want chia rồi có want go school ấy chẳng mặt thế bật thiết bất dương vậy ai trong I want to go to school nhóm trong tay sờ là tay dương anh chơi hẳn đang nghe như chơi want to school dương pra tay phần năng của sờ bàn này thấy nhé dương pra tay phần man man đang nghe want to school dương thay sờ bàn chân vì sầm khăn đó nè vì sầm khăn là đại dương nè riêng vì apply linguistic nên khi phải học dương chẳng tha biết cái lực nâng dương còn là pra viêm bài trăm trở tam với chỉ có thế tại những ai sẽ đọc bản hỏi dương pra anh chân của bản này ở khóc thì không thể xác hiện ở dương khóc thì tại anh đang dương anh dạy đọc accuracy thì còn là chỉ cả pra pra đọc này chân bằng cái biểu thiệp đô chỉ côn đại quạt riêng để dây từ bố còn dây từ mắt mất mắt sạc bản mà ô côn clean mà mất nè côn clean nè mình hỏi côn nhau tới ấy chẳng phải thế nhé anh đang à đang dương thôi bạn đang hơi dương nét bồng riêng cái dương nét riêng dương nét cụ của sáu chữ bạn này đang là biệt chẳng thà o dây tại content word nó cứ bạn thôi viêm biên chuẩn nói tầm khan mũi tiết cứ content word tiền bảy tiền nào nó tiền niếm kệ giả sắc hay là cụ là niếm được bây là dương này vậy không biết sao dương thử sẽ cọt lâu vậy ưu ti ho tha I want to go to school I want to go to school thế dương lên là bị want go to school I want to go to school to be done at least. I want to go to school. I want to go to school. I want to go to school. I live in Phnom Penh. I live in Phnom Penh. Chẳng dừng lưu được việc live in Phnom Penh. I live in Phnom Penh. Chẳng dừng sẽ có tên lưu content word. Biết đẹp bài năng cho nàm ná. Niếm kể giả sắp hay năng cùng niếm. Bài năng tiền phía là dừng án. Tiếng phía là dương này dễ dương thử sẽ có thông ngôn từ lứa cho nó tiếng bày nè. Đàm bày ấy, đàm bày ai nè sẽ đáp. Khi sẽ đáp dương bàn. Message xa đây dương dễ thì cảm kết khi sẽ đáp bàn. Chân là nó chỉ cho mình sẽ khẳng mọi dương. Dương nè riêng phía xa nó dương đằng là nó ban dương có riêng tới chút chảy mọ. Thôi nè riêng cứ có thể chạp vô lần đây nè. Chìm. Nên không apply dương bài chân chỉ biết từ bốn để tôi mỗi function. Content word nhưng phải học hai tí cứ function word. Function word cứ tạo tổng mùi vầy gì có. Vầy gì có cứ đọ chanh bì noun niếm, cô nâng niếm hay là kể giả sạp nâng chanh tới cứ tầng ớ cái ao chmô thao về chía function word đấy. Mà chẳng vầy gì có chia bịa mũi đai bị bạc một cả bộ tài. Bị khá ai bộ bán, bị khá bộ mặt bàn thì chẳng nơi khăn ông phía xa này chí biết tận ọt nó ai đọc trên bán rứa có dương thì dây mình hỏi lưu thì ọt trên xin lấy lưu thì bê class đọc bằng bàn thì nè đây cái chế hình dây stuart mê tên kia mình dây lưu thì hay dương nè sẽ đọc cơ sở bàn tay dương chỗ
đòi xa khi Scott từ lời khẩn thân vừa tuổi trẻ hào kiếm thay như thế I want to go to Phnom Penh with you vậy chẳng tiện I want to go to Phnom Penh with you want go to Phnom Penh with you thế ta có man clear nó nghe đại lử áp cái nó cứ ở xây mà thì anh nói hay chia ca pra pra kia xa ban lộ và phần được nó apply linguistic chân ngày này video này cho mà phải pram từ mà phải vùng mùi nhiệt tí để tạo to cho mùi được for macro skills chấm đi trong bốn bậc phía xa tại khi nhóm này dễ trăm tay tìm mùi sân cứ chấm đi nó càng dễ cứ miền buồn cho nói tìm mùi fluency cứ như vậy thông mấy ở sport ở lớn TP accuracy như vậy ở chức bác tam vị chỉ có ở trái grammatical correct trong tay tam vị chỉ có tìm bay real English rưu mùi có English for specific purpose ông lê trong trái ông lê tự tam bà rì bọt bọc ông lê mà tự tam cô đồng nộp chuyện lẹ bọc phía xá cứ mê này thà ông lê đứng trái lại nâng trái tì buồn cứ apply language rưu có apply linguistic ca pra phía xa ông lê nơi nóng ca này dễ nên thành rộng chẳng nên buồn chẳng nói nâng bọc ông miên xung nụ ấy bọc ông ai xử bàn bàn ô côn chẳng nhập liệt mà